Người nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem thử sức mạnh của một con bét mới, tức là con bét người tóc vàng. Thì con bét này thì các bạn có thể nhận được miễn phí trong phần nhiệm vụ. Nếu các bạn nào làm đầy đủ thì hôm nay sẽ có. Anh da mập đi mày. Vãi. Biến hình thành siêu nhân luôn. Siêu nhân kia biến cục. Đó là người tóc vàng đó. Nhìn nó như nó là con chim bánh cục kia kìa, đúng vào như trời. Nâng max level luôn để xem cái skill 3 của nó là được nhiêu. Nâng bét vậy mà tốn lắm các bạn. Ok, má level rồi. Đẹp chứ bộ. Phải, ngầu. Thì skill 1 của con này thì cũng giống như mấy con bét chim miếng cục kia thôi. Mấy con bét free thì nó tăng khả năng tăng tốc sẽ lên được thêm 8%. Skill 2 thì đạo cụ giảm 40% ảnh hưởng của con mật là chất à thời gian ảnh hưởng của con mật. Điều quan trọng là skill 3 của nó nè. Khi vượt hạt bị vượt thì có 45% xác suất tốc độ nitro cao nhất khoảng 4,5 km/h. 3 giây đầu, 3 giây chờ lên bánh trong 7 giây. Có nghĩa là 3 giây đầu là nó sẽ không phát huy. Nó có cơ duyên, cái skill 3 nó có cơ duyên với con cánh cục hồng này, tăng thêm 0,8. Vậy có nghĩa là cái sự kêu ba con này nó có thể cộng tới 5,3 km/h nha các bạn. 5,3 hơi bị nhiều á. Giờ chúng ta vào đua để xem nó nhiều như thế nào. Có skill này để coi CW được nhiêu. Ai chờ anh lo nhìn cái tốc độ rồi. Rồi đúng rồi. Thiệt tình đó chứ. Skill phát khí khá mấy lần luôn nhưng mà mình không để ý được cái tốc độ. Tỷ lệ phát động skill rất là cao nha, 45%, cao hơn cái con màu đỏ tá nhiều. Đó, phát động này, tỷ lệ phát động skill rất rất cao luôn nha, hầu như là phát động rất là nhiều.
hầu như vượt hay bị vượt là nó phát động liền thôi. Phát động đó nè, tỷ lệ phát động rất cao, cao hơn cái con màu đỏ tả nhiều. Màu đỏ tả thì mình nhớ không nhầm là chỉ rơi vào 30% sau á. Có skill nữa nè, trượt 314 luôn, đẩy một phát là lên liền. Thấy không, con cái con khải hiện nó chỉ có 301 302 xe lúc đất thôi, mình đẩy 314 cái là lên liền, rất là bá các bạn à. Trọng nam chấm tốc độ lận, nam chấm 3 tốc độ rất là nhiều luôn các bạn. Cái con màu đỏ tà đát thì nó cũng có skill như con này, nhưng mà nó chỉ cộng được 3 tốc độ thôi và tỷ lệ phát động của nó thấp hơn. Cộng là con màu đỏ đã cái khả năng chống đụng nó yếu. Vậy ra bạn dùng con bét này á, bạn phải phối hợp với những con xe mà khả năng chống đụng cao á, như con Razor hay là con Khải Hiền á, thì các pha va chạm tranh chấp của bạn cực kỳ mạnh luôn. Sao bạn đó mỗi ván bạn lại nói khác nhau ta, thua. Ê, nó bị giật cái tụt xuống luôn. Né mình nó hơi bị giật. Có skill này để xem nhiêu. Mình thấy 309 nhưng mà pha đó xe nó chuyển hướng qua chuyển hướng lại nhiều quá nên giảm tốc độ. Chỉ có con Khải Hiền chuyển hướng qua lại thì nó không bị giảm thôi, còn hầu như các con khác đó, thì các bạn mà đổi hướng này nên tốc mà còn đổi hướng thì nó sẽ bị giảm tốc độ. Con này thì khi các bạn chạy dẫn đầu thì nó không có phát huy cái gì hết, nhưng mà mình đánh giá nó là rất là mạnh nha. Nó có tỷ lệ phát động skill rất là cao nè, có cộng tốc độ rất là nhiều, 5 km hơn 50 km. Và con này thì các bạn muốn sử dụng hiệu quả nó thì các bạn phải phối hợp với những con xe chống đụng cao, thì các pha tranh chấp của bạn thì các bạn vừa có khả năng va chạm tốt mà các bạn lại vừa có tốc độ cao để bóc phá nữa thì các bạn tranh chấp rất là mạnh luôn. Đánh giá con bé này rất là mạnh luôn các bạn. Đối với một con bé mà miễn phí như thế này thì rất là mạnh đó. Mình nghĩ các bạn nào mà nếu mà không có con ngựa thì có thì nên sử dụng con bét này, rất là khỏe, mình thấy nó rất là khỏe. Hơn 5 km/h là không phải chuyện đơn giản nữa các bạn. Ngay cả cái con này thì cũng chạy được bình thường chỉ có 2.6 thôi. Map thì là mùa thu. Map này thì mình thấy đua ra nó tỷ lệ xuất hiện rất là nhiều. Tỷ lệ xuất hiện cái map này rất là nhiều luôn. Nên mình nghĩ các bạn nào mà chưa biết đua map này thì nên đua map này, tập đua map này đi. Mình đua nhiều clip rồi. Hầu như gặp cái map này rất là nhiều luôn. Mấy bạn nó đâm từ sau kia quá. Ồ, 310 nè, 310 mấy nè, sướng không? Phát động cái tốc độ cao thiệt luôn á. Đây là một trong những con bé đầu tiên mà cộng tốc độ luôn không? Cộng rất là mạnh luôn á. Thank you.
Nãy giờ thì không có thấy ai có con bé này, có không thấy mình nè. Hai bạn kia dắt nhau đi đâu trời. Không, cái tỷ lệ hoạt động của con này nó cao thiệt luôn á. Mình chưa lên được mà cũng phát động hả? Lâu lâu cái skill này nó cũng phát động hơi bị lỗi. Nhìn chung thì con bé này rất là ngon đó các bạn. Bạn nào có, nếu mà không có bét ngựa thì đương nhiên là nó sẽ đa dụng hơn, đứng đầu thì nó vẫn phát huy. Nhưng mà nếu bạn nào không có bét ngựa thì các bạn sẽ sử dụng con này thay thế. Nãy con này rất là mạnh luôn á, miễn phí nữa. Ok, thì clip của mình cũng đến đây thôi. Bạn xem thì nhấn like cho mình nha. Tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.